Hello anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới của Phoenix Auto. Thì cái bộ body này có tên gọi là body E63 dành cho E-Class. Chiếc này là E300 đời 2020. Thì cái bộ body này nó có cái gì nổi bật? Nó gồm có những chi tiết sau là gồm có capo nè, cản trước và cái phần má. Và nó có cả luôn cái lipo AMG phía sau nữa. Thì để bây giờ mình nói từ từ cho các bạn nghe về từng món trước ha. Đầu tiên mình đang muốn nói tới cái cản này. Thì cái cản trước này nó được thiết kế theo kiểu dáng của E63S. Bạn thấy không, nó một cái ngôn ngữ thiết kế rất là dữ dằn. Tất cả đều được chuyển đổi thành khí động học của xe đua. Tại vì cái bản chất zin của cái chiếc E63 này nó nhẹ nhàng lắm. Nó kiểu như nó sang trọng. Nhưng mà khi mà đã độ cái cản lên là nhìn nó rất là hầm hố. Hốc gió lớn, mặt ga lăng lớn. Đây là cái clip này nó cũng là một cái khe hở rất là lớn để tạo cho chúng ta cảm giác khí động học rất là lớn. Đây là cái má của nó. Các bạn nếu mà bạn nhìn kỹ nó sẽ giống như là wide body. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là chiếc xe nó đang được nở ra rất là lớn. Chắc cũng hơn cả tấc. Đây là một cái điểm nhấn mình thấy rất là thích. Nếu mà giờ không có điểm nhấn này thì cái chiếc xe này mình thấy nó đơn điệu, giống như là cái má này không được thay đổi, nhưng mà nó có cái này vô nó khác hoàn toàn. Rồi đây là còn cái capo này. Cái capo này mình thấy cái ngôn ngữ thiết kế nó rất là giống với lại Mustang, những cái dòng xe mà xe đua á. Thấy không? Hầm hố, những cái sóng, khí động học. Nói tới xe đua phải nói tới khí động học. Rất là đẹp. Nhìn tổng quan á, các bạn nhìn thử tổng quan của nó đi. Nó không còn là một chiếc mạc ơ nữa. Tại sao lại là mạc ơ? Mạc ơ là cái mạc hạng sang, nó chỉ thua mạc S thôi. Nhưng bây giờ bạn nhìn nó đâu còn là cái chất sang, nó là một chiếc xe rất là gấu, hầm hố. Nhưng mà nó vẫn phải là sang à. Sau đây là phía sau này, nó là cái lipo AMG. Đây, lipo AMG. Bộ đôi, mỗi bô đều ống xả kép hết. Các bạn nếu mà bạn nhìn kỹ nè, body nó chuẩn tới mức là nhìn vô thấy là nó fit. Nó sản xuất ra là theo xe luôn á. Nó không phải là độ chế gì á. Chỉ có là tay nghề của tụi mình đó là phải làm sao cho nó thật sự là nó khít. Chứ không phải là nói không độ chế mà cũng phải cần có kỹ thuật để nó gắn cho nó fit lại sát như vậy. Thì ngoài cái body ra mình còn làm ở bên trong nữa. Thì bên trong này mình làm gì? Mình độ một số cái trang trí nhẹ đó. Tua bin LED 64 màu, loa trụ A cũng LED luôn. Rồi xong rồi mình ốp carbon cái con ngựa ngay chỗ phần comment. Thì bây giờ mấy bạn vô trong đi rồi xong rồi mình cho mấy bạn xem ha. Ok. Thì cái LED 64 màu này nó gồm có lo trụ A nè, 6 cái tuabin ở phía trước và 2 cái tuabin phía sau đều được điều khiển bằng command zin của xe. Ở đây nè, mình sẽ cho mấy bạn xem. Đây, đèn trang trí nội thất. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đổi màu cho mấy bạn xem nha. Các bạn thấy không? Tất cả mọi đèn đều trong xe đều được thay đổi hết. Đấy, thấy không? Thì cái này là chỉ có cái loa với tua bin thôi. Mình còn có cả cái ốp loa boom master này luôn. Nhưng mà do khách không thích lắm. Thì tất cả nếu mà được lắp đầy đủ vô thì nó đều được điều khiển bằng một cái command zin. Nên là tất cả mọi thứ đều fit với nhau rất là đẹp. Ok.